Chuyển sang thông tin về hải quan địa phương, thưa quý vị. Theo kết quả khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương EDCI thành phố Cần Thơ năm 2023, do Viện Kinh tế Xã hội thành phố Cần Thơ vừa công bố, Cục Hải quan thành phố Cần Thơ đứng đầu bảng với 94,123 điểm. Năm 2023, có 26 sở ban ngành thành phố được lựa chọn đánh giá Báo cáo DDCI năm 2023 của thành phố được xây dựng với 12 chỉ số thành phần để khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và 12 chỉ số thành phần để khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp quận huyện. Cục Hải quan thành phố Cần Thơ đứng đầu bảng với 94.123 điểm, kế tiếp là Sở Khoa học và Công nghệ với 91.443 điểm, Sở Xây dựng với 90.355 điểm. Trong năm 2023, Cục Hải quan thành phố Cần Thơ chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình, tích cực thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp về chính sách pháp luật liên quan lĩnh vực hải quan. Các chi cục trực thuộc đơn vị cũng chủ động tổ chức thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại năm 2023. Đơn vị thường xuyên tổ chức đối thoại trực tuyến với doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về hải quan mới ban hành, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp tổ chức ký kết thỏa thuận quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp với doanh nghiệp trên địa bàn